Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Gấu nha. Và hôm nay mình sẽ chơi nhân vật kẻ thăm dò. Thì có một bạn ở trên kênh của mình là có comment là yêu cầu mình chơi cái nhân vật thăm dò với skin này. Và hôm nay mình sẽ mang một cái nhánh rất là tà đạo, đó là nhánh 69. Cái nhánh này nó hơi kỳ tí xíu nhưng mà mình test thử xem có cái gì hot không nha. Và đây là cái bộ trang phục thợ săn kho báu của thăm dò. Một bộ trang phục A. Cái bộ này thì mình mở ra cầu mùa cũ, mùa vừa rồi. Mình chưa có dịp chơi thì bây giờ sẵn tiện là mình sẽ chơi luôn ha. Và bây giờ mình mang cái phụ kiện A của thăm dò luôn. Phụ kiện dịch máy dịch chuyển pha. Đó, cái tên nó hơi lạ một tí xíu. Và các bạn có để ý là cái phụ kiện này nó cùng màu với lại cái trang sức ở trên cái dây nịt của nhân vật thăm dò này không cả nhà. Nó màu xanh ngọc á, nó hơi giống. Nhìn nó đồng bộ ha, nhìn cũng ok phết đấy chứ. Thì hôm nay mình chơi thăm dò thì sẽ có nhiều thời gian để mà tâm sự loài chim biển với các bạn hơn. Và đây là cái map bệnh viện Thánh Tâm. Mình quên chỉnh cái phần mềm ghi hình mới. Cái phần mềm cũ này nó hơi lắc một tí xíu. Để trận sau mình bật qua cái phần mềm ghi hình kia cho nó mướt hơn một tí xíu ha. Cái phụ kiện này thì mình thấy nó hơi rắc rối một tí xíu, bởi vì cái hiệu ứng nó dễ báo hiệu cho Hunter biết lắm. Hunter nhìn từ xa mà chơi PC á là nhìn biết liền à. Nó cứ kiểu như là nó cứ sáng lên rồi nó lại tắt, sáng lên lại tắt á. Lẽ ra là cái nhân vật thăm dò này nên boost cái tốc độ mà đào cái kho báu này lên một tí xíu nữa. Tại vì mỗi khi mà thăm dò mà đi đào giấy á, là bằng mọi người sửa chắc cũng phải hơn 50% mấy rồi. Đó. Mà thường á, đa số là những cái mảnh giấy của thăm dò là đều xuất hiện ngay những cái máy mã hóa hoặc là xuất hiện ngay gần Hunter á. Đó, rất là nguy hiểm. Ở gần đây là cái máy này là có bản đồ luôn nè. Sẵn tiện mình gặp bạn lính thuê thôi, tới bút cho bạn luôn rồi mình đi đào giấy tiếp theo ha. Nhân vật kẻ thăm dò này là có 3 mảnh giấy. Đó. Và cái nhân vật thăm dò này là mình cảm thấy như là khắc chế được Joseph. Mỗi khi mà Joseph mà bật máy ảnh lên á, mà cái máy mã hóa của bạn nào mà kiểu như là còn thiếu một tí xíu á, mà máy ảnh sắp hết á, thời gian máy ảnh sắp hết là nó sẽ bị giật về. Cho nên thăm dò chỉ cần tới bút một tờ giấy thôi là nổ cái máy đó luôn, là không có bị giật về nữa, nó cũng rất là lợi ha. Thường là thăm dò mình thấy các bạn á, hay đem thuần 39 hoặc là 369 hoặc là 36. Nhưng mà trận này mình test thử 69 xem như thế nào, bởi vì mình cá nhân mình thấy thăm dò mình mang 39 mà không đi cứu người được mình rất là bực bội. Rất là bực mình. Mà mang 39 á 36 á, mà mang 36 thì lại không chạy nổi. Hunter mà qua là chạy không nổi. Đeo cái ba lô nặng quá mà sao chạy nổi được. Thường á là thăm dò mà đào xong một tờ giấy là sẽ báo hiệu cho Hunter biết. Mà gặp mấy cái Hunter mà mang mấy cái nhánh soi như là Madame này kia, Wu Chang này kia là thiệt thăm dò mà nó thiệt chạy không nổi luôn. Không cần đào xong tờ giấy mà nó đã soi một cái là nó bay qua nó đánh thẳng luôn. Hôm qua á là mình đăng clip nó cũng hơi trễ, nó cũng hơi tối, bởi vì ngày hôm qua là cái ngày rất là buồn cười. Cúp điện nguyên một ngày luôn, từ 6 giờ sáng là đã cúp điện rồi. Chiều về thì mình đi ra quán net mình chơi. Tại vì mấy quán net là có chạy mấy đèn á, mà không phải quán nào cũng có hết. Có một hai quán là chạy mấy đèn thôi. Mà cái quán đầu tiên mình vô á là full máy luôn, không còn máy để chơi nữa. Đó, nên mình qua cái quán thứ hai. Qua cái quán thứ hai á thì mới vừa có điện, trời tôi tức ghê. Mình vừa qua cái quán thứ hai là mình nạp tài khoản vô, đăng ký tài khoản vô cái xong. Hình như hình nó qua. Cái là vừa có điện. Để mình nấp đã. Đợi nó đi rồi mình ra mình boot máy ha. Vừa có điện rồi thôi lỡ rồi vô quán net rồi lâu rồi cũng chưa vô, thôi vô ngồi chơi một tí rồi về cũng được. Ai về vừa ngồi tải xong cái identity file về xong cái rớt mạng cả nhà. Trời đất ơi. Xong mình ngồi đâu có khoảng 15 phút để mình chờ có mạng lại mình chơi. Ôi mẹ ơi, cũng chưa có mạng thôi mình đi về. Tại vì có điện rồi mà, về nhà làm clip cho các bạn xem chứ. Vừa ra tới ngoài trước dắt
xe ra là có mạng lại. Trời, tao nói là một cái ngày gì đâu mà nó tào lao dễ sợ. Thôi bây giờ có mạng hay không có mạng thì nạp tiền mình cứ để đó, rồi chừng nữa ra chơi sau mình về nhà thôi, mình về thẳng nhà luôn để đăng clip cho các bạn xem, chứ tại vì đang edit giữa chừng. Có nhiều bạn thì bảo mình là stream game nó sẽ nhiều lượt thu hút hơn. À, đúng, thật ra mình cũng rất là muốn stream, nhưng mà hiện giờ là cấu hình máy của mình là không có thể đáp ứng được, bởi vì khi mình bật cái phần mềm stream game lên thì máy mình nó sẽ lắc lắm. Đó, nên mình nghĩ là khi nào mình đạt được 1k sub hoặc là mình cuối năm nay mình sẽ nâng cấp máy lên thì lúc đó mình stream nó sẽ mượt mà hơn, các bạn vô nó coi nó đỡ bị giật lắc này kia. Ủa, nó mang bạn Hương Sư đi đâu rồi? À chết cha, nó mang bạn Hương Sư xuống hầm rồi. Mình giờ mang 69 nè, để mình đi cứu. Để mình núp mình đi cứu ha. Thường á là leo á là hay đặt con rối cam ghế và dịch chuyển đi ra chỗ khác, để mình canh lựa thời cơ mình xuống mình cứu. Hình như là nó dịch chuyển đi đâu rồi á. Hy vọng là kịp. Ok, kịp nè. Nhưng mà nó về lại rồi. Kiểu gì hai đứa lên bị đánh bờm đầu, nhưng mà ra khỏi cái tầng hầm này vẫn hay hơn. Ôi mẹ ơi. Wow, cái máy này 57% rồi nè, máy cuối rồi nè. Mà bây giờ mình không dám boost, mình boost sợ nó lên nó gõ mình luôn. Đợi nó đi rồi mình vô mình boost cái máy này ha. Bạn nào bị đánh mình boost luôn. Phương Sư gục rồi. À, với bạn lính thuê boost luôn nè, boost nè. Boost giấy lên nổ máy nè, rim nè. Mình mang 69 nên mình không có tăng tốc chạy. Trốn 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 trốn, mấy ơi nó ở đây nè. Á, à, trời ơi, trời nó không thấy. Gì vậy? Gì vậy nè? Trời ơi, cái thùng giấy mẹ ơi. Ui vậy mà nãy nó không thấy hên quá. Các bạn thấy cái thùng giấy bá đạo chưa? Rồi, vô tình lụm được bí kíp. Các bạn nhớ nha, lần sau mà vô cái map này mà chơi thăm dò, mà vô nhà gỗ nghe, là các bạn cứ chui vô đây, các bạn núp hunter tìm cả ngày cũng không thấy luôn. Không bao giờ thấy được. Ghê chưa, ghê chưa. Mình nhìn, mình còn phải nhìn xoay cam mình mới thấy mình, mà làm sao Hunter thấy được, dù có nghe tai cũng không tìm được đâu. Đợi mà Hunter mình đi quánh bậy bạ những cái bụi xung quanh thì lâu lắm, mất thời gian lắm. Giờ còn ba đứa cổng rim rồi mà xè lòe chưa ai mở cổng hết. Ủa nó về kìa, nó đâu vậy? Á à, trời ơi. Xíu nữa thôi là nó đánh trúng rồi. Mình mang 69 cho nên mình có một cái lần tự hiêu là coi như là lần sau là mình không dạy được nữa luôn á. Mà thăm dò này cũng được cái lợi thế là có thể đi lục hòm chơi được. Để mình canh thời gian mình đi cứu bạn lính thuê nè. Chắc chắn là đặt con rối ở đó nó cam rồi. Mà bạn Hương Sư nãy giờ bà nhâm nhâm đi đâu không biết nữa. Bà đi lục cái hòm, bà đi kiếm ống tim, bà chích bè cho rồi. Tới nè lính thuê ơi, chạy nha. Thôi ngay đi lo. Ơ kìa. Ờ nó bỏ rồi, hên quá nó bỏ rồi. Thôi để mình tự hiêu. Hôm qua, hồi sáng nay mình có đi ranh thì mình có gặp một cái bạn chơi nhóc rìu. Cái cảm giác của mình giống như là bạn hát vậy đó. Thì mình có quay lại cái đoạn clip đầu lúc mà thăm dò. Á à, quên, lúc mà nhóc rìu đi thẳng qua cái chỗ mà mình đang núp để mà đánh mình á. Thì mình cứ nghĩ mình là bạn đó hát. Nói chung mình cảm thấy nghi vấn, rất là nghi vấn. Sau đó là mình up cái clip này lên trang Identify Việt Nam. Thật ra là mình chỉ muốn các bạn xem xét lại, và nếu như có gặp cái người này á, thì các bạn có thể cẩn thận hơn thôi. Hoặc là cho phiếu reward gì đó tùy các bạn, nhưng mà cũng xuất phát từ lòng tốt của mình thôi. Nhưng mà các bạn lên kiểu giống như là binh vực Hunter á, mà mình nói thiệt, nếu như á, mà thường là mấy Hunter mà hack á,
Thì hồi xưa hồi trước là giống như là Joseph mà hắc là chỉ việc chém người đánh bóng lên ghế rồi và biết được vị trí của mình ở đâu hết rồi, không cần phải xoay cam hay là cái gì hết trơn, nên ăn phiếu report liên tục. Còn bây giờ Hunter mà hắc á cũng có thể giả bộ làm màu. Ok kìa kìa, à trời ơi, đỡ giùm bạn lính thuê ơi, đỡ đỡ đỡ, ui hay quá, bạn lính thuê biết, bạn đỡ giùm mình kìa, trốn 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 trốn, núp núp, trời ơi cái gì vậy, ôi mẹ ơi hên quá trời, mình đứng trong ngòng nó mà nó không thấy, xỉu, trời đất ơi, hú hồn chim én luôn. Cái thùng giấy đúng ghê 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 gớm thiệt, nãy mình đứng trong ngòng đó mà nó qua nó không thấy, nó đánh vô cái bụi kia hên dễ sợ. Để coi mình canh mình đi cứu bạn lính thuê lần cuối nè, đừng thấy em, đừng thấy em anh ơi, đi cho ra chỗ khác chơi đi. Bạn ông sư nãy giờ bà làm gì rồi, bà chưa lục ống tim, bà chưa lục hòm, rồi bà chưa mở cổng, chạy nè. Thì đó, thì mình mới đăng bài trên group, thì mà các bạn vô kiểu dạng giống như là bên vực Hunter và comment nói những cái lời rất là khó nghe, những cái lời nói rất là kiểu như là xúc phạm rồi mất dạy lắm, nói chung là mình rất là bực mình về cái điều đó. Mình chơi game với nhau mà mình nếu như mình cảm thấy ở Hunter không hack này kia, nói thiệt nha, hack và bro là hai thuộc dạng, trời ơi trời ơi trời ơi, đừng thấy em, hack và bro là hai cái dạng khác nhau hoàn toàn. Đôi khi mình nói thiệt với các bạn nha, hack không hay bằng mấy bạn chơi bro đâu, nói thật luôn, mấy bạn chơi bro á, chơi nhiều pha nó rất là ảo, nhưng mà các bạn phải phân biệt được, chơi riết người từ sẽ phân biệt được. Nói chung là mình rất là buồn hôm nay lên cái trang đó, mấy bạn comment rất là kỳ cục, rồi các bạn nói mình chủ tết xàm lồn rồi ngu học đồ các kiểu. Ui mình không nghĩ là cái văn hóa Việt Nam mình mấy cái bạn như vậy lại nói chuyện cái kiểu không nghe, nghe không vô được tí nào luôn. Và thôi bây giờ mình sẽ qua trận 2 luôn ha. Bây giờ qua trận 2 chúng ta sẽ nói thêm. Và bây giờ các bạn đợi mình tí xíu, đừng chuyển kênh nha. Trận này mình ở cái map thị trấn Say Ngủ, lại quên chỉnh qua cái phần mềm ghi hình mới rồi, lo nói chuyện với các bạn xong rồi qua trận mới luôn, quên chỉnh lại, trời ơi mình rất là bực mình. Cái phần mềm này có lẽ là nó không thích hợp với lại cái máy tính của mình. Cái phần mềm này là cái phần mềm gì nhỉ, quên mất tiêu rồi. Thì giống như trận trước mình có nói là mấy bạn vô comment xúc phạm này kia các kiểu. Thật ra so với các bạn á, nói thẳng ra thì tuổi của các bạn còn rất là nhỏ, có khi là nhỏ hơn mình cả một con giáp luôn á. Mà vô nghe các bạn nói chuyện vậy, các bạn không cần biết cái người chủ tết là bao nhiêu tuổi, cái người chủ tết là nhỏ hay lớn, cái vô cái chửi giống như đúng rồi. Rồi các bạn nói cái câu nghe rất là buồn cười, newbie bình thường thì cái gì còn được, còn newbie mà thượng đẳng kiểu như là như mình á là hết nói kiểu vậy. Ok, cho các bạn nói mình là newbie luôn. Bây giờ mình chơi như thế nào thì mọi người ở trong kênh của mình thì cũng đã biết rồi. Mình thì chơi không hay nhưng mà cũng không phải là thuộc dạng dở, vừa đủ để lên chiến binh thôi. Có thể là mình sẽ không có khả năng lên cao hơn bởi vì mình không có thời gian. Nói chung là chơi game là mình cũng chả muốn so trình hay là cái gì hết, mà khả năng mình chơi được tới đâu thì mình chơi tới đó thôi. Cái kiểu các bạn nói giống như là mình là newbie rồi vô này kia, đâu có cần thiết là phải bên bạn Hunter dữ vậy. Ví dụ bạn không có hát thì bạn nói chuyện bình thường thôi. Và nói chung là mình chỉ quay lại cái khúc đầu khi mà Hunter đi thẳng vô đánh mình thôi, chứ mình không có quay hết cái clip. Bởi vì dù sao trận đó mình cũng report rồi. Cái gì mà quay dí tôi luôn vậy nè, rồi đang đào giấy, đang đi khơi khơi cái bị nó thấy. Sao giờ anh bon bon muốn làm sao nè,
chơi trong cái map thị trấn say ngủ này cũng hơi lỗ à nghe. Bởi vì có rất nhiều chỗ để chạy, để chui vòng. Que rồi rồi, hiu tôi chủ tế ơi. Cứu mị. Bà em me mà sao bà không chịu chạy tới bà hiu phụ mình. Mà tới bà hiu phụ mình là nhanh lắm rồi, trời nó que tối rồi kìa, còn thiếu chút xíu nữa thôi. Rồi xong kiểu này hết chạy. Lên ghế rồi, lần này lên ghế rồi. Dừa, em mau qua kia lấy khiên nè. Đúng rồi, lấy cái khiên vô chứ. Nó, thêm có cái khiên đỡ không té rồi. Té luôn. Trời cái bóng nó lâu. Mình bực bội quá nên mình xóa cái bài con bài viết luôn rồi. Tất cả 100 mấy chục comment. Ôi mình bấm lộn cái nút control trời ơi. Đam mê mình dữ. Sao giành ballet với tôi. Xíu. Anh bon bon này dai ghê á. Bỏ rồi kìa. Từ bỏ niềm đam mê rồi kìa, xuống giấy bạn chủ tế thôi. Mình thì thật ra mình không hy vọng là mình sẽ nổi tiếng, nhưng mà mình chỉ mong là mình có thể gắn bó với các bạn lâu dài, để mình có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chơi game Eden ha. Dù sao nó cũng chỉ là một cái game giải trí. Với một người không quen không biết vô comment nói tèo leo chửi người ta không ra một cái gì luôn. Mình chỉ đăng bài mình nói là Hunter hack. Ok, không hack thì các bạn có thể dùng những cái lời lẽ nào đó bình thường. Mắc gì vô chửi xúc phạm không ra cái hệ thống gì. Không nghĩ là xã hội càng ngày càng tân tiến, ba mẹ cho các bạn đi ăn học mà các bạn vô các bạn comment nói những cái lời còn tệ hơn những cái đứa mà gọi là đầu đường xó chợ, kiểu như là ý như là ở trong rừng rú mới ra. Cảm thấy quá là thất vọng cho cái mấy bạn trẻ bây giờ. Cái này mình không phải là quơ đũa cả nắm, chỉ là một số bạn thôi. Riêng mình là mình thấy mấy bạn ở trong kênh YouTube của mình vẫn là dễ thương nhất, bởi vì mấy bạn nói chuyện rất là dễ thương, rất là đáng yêu, tu te xỉu, nên mình rất là yêu cả nhà ở trong kênh của mình. Emote của thăm dò này cũng mắc nết lắm nè, cái giọng cười rất là bá đạo. Cái vụ mà lên lịch phát sóng clip của mình thì thật sự bây giờ mình chưa ổn định nên mình không thể lên lịch được, bởi vì nhiều khi mình hay có công việc đột xuất á. Rồi mình dự định là hôm nay mình sẽ đăng clip mà tự nhiên mình đang có công việc đột xuất là mình lại phải bỏ ngang rồi mình đi làm công chuyện đó. Trận này Hunter đầu hàng rồi. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Lần sau chúng ta sẽ tâm sự tiếp nhé. Và bây giờ chào tạm biệt mọi người. Bye bye các bạn. Chào cả nhà thân yêu.